Media. Hãy bấm vào đăng ký để theo dõi. Chuồn chuồn đẹp quá. Đợi tớ với nào chuồn chuồn ơi. Đâu nhỉ? À, kia rồi. À! Ôi, cháu có làm sao không? Trời ơi, con có sao không? Con không sao ạ. Xin lỗi chú, lần sau con không được chạy theo đồ chơi lăn xuống đường nhá, nguy hiểm lắm. Vâng ạ, con xin lỗi mọi người. Cẩn thận Jojo, không được qua đường ngay đâu. Tại sao lại thế hả mẹ? Con nhìn này, đây là cột đèn giao thông 3 màu, còn đây là ngã tư, các phương tiện giao thông qua lại rất đông. À, con nhớ rồi, đèn đỏ ta dừng lại, đèn vàng phải đi chậm, đèn xanh ta qua đường, đúng không mẹ? Đúng rồi, còn đây là vạch kẻ đường cho người đi bộ, khi nào đèn xanh đối diện bật lên, chúng ta mới qua được. Đèn xanh rồi, đi thôi mẹ ơi. Tớ bị sức tay đây này. Nào để tớ đỡ cậu dậy nào. Để mẹ xem nào. Sức hết tay chân rồi đây này. À đau mẹ ơi. Giờ phải rửa vết thương cho Kiki thôi. Sau đó băng bó lại, không vi khuẩn xâm nhập ngay. Đừng sợ Kiki, tớ sẽ bảo vệ cậu. Vi khuẩn tới đây tớ sẽ tiêu diệt chúng. Thôi nào Jojo, chúng ta phải sát trùng rồi băng bó cho Kiki. Khi bị thương, con phải rửa sạch vết thương, sau đó lau khô, rồi dùng băng gạc sạch băng lại, không để vi khuẩn, bụi bẩn bay vào nhé. Vi khuẩn hết tấn công rồi. Nào Thương Minh, lên xe tớ đèo đi chơi. Nhất trí luôn, tài xế. Các bạn nhớ nhé, khi tham gia giao thông đường bộ, nên đi vào vỉa hè. Chỉ được qua đường khi có đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên. Không được vừa đi vừa nghe nhạc, chơi game, đọc truyện. Không nô đùa với bạn bè trên đường. Không tự nhặt đồ chơi khi lăn xuống đường. Luôn đi cùng người lớn để đảm bảo an toàn.